Phụ nữ quan niệm như thế nào về một làn da đẹp? Phụ nữ sau 30 tuổi sợ nhất là nám da. Do đó đối với tôi, làn da đẹp là làn da không bị nám. Da cần phải sáng mịn, không có những vết nám hay tàn nhang. Da trắng hay không không quan trọng, nhưng da phải điều màu và không có chỗ bị nám. Đối với phụ nữ, một trong những tiêu chí hàng đầu của một làn da đẹp đó là không có những vết nám, sạm da. Nhưng theo thống kê ở Việt Nam, cứ 10 phụ nữ thì có đến 5 người bị nám da, sạm da, tàn nhang. Nám da là tình trạng da tăng quá mức của hắc sắc tố melanin tạo thành các đốm hoặc mảng sẫm màu trên da, thường tập trung ở gò má, trán, mũi. Nguyên nhân đáng kể là do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, rối loạn nội tiết tố, máu xấu hoặc tuần hoàn máu kém, thói quen sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Theo thời gian, các vết nám sẽ ngày càng đậm hơn và lan rộng, khiến phụ nữ thiếu tự tin. Giải pháp khắc phục nám được nhiều phụ nữ lựa chọn đó là sử dụng mỹ phẩm. Nhưng các loại kem thông thường chỉ làm sáng da ở bề mặt mà không tác động đến gốc nám ở sâu bên trong da. Lần đầu tiên trên thị trường có kem trị nám, tàn nhang chuyên biệt được chất lọc từ thiên nhiên với tinh chất có tác dụng hạn chế sự tạo thành melanin, giúp da trắng sáng, cùng các chất tự nhiên dưỡng ẩm lâu dài cho da. Kem thấm sâu đến lớp trong cùng của da, hạn chế hình thành sắc tố melanin, loại bỏ tận gốc các vết nám, còn dưỡng da trắng sáng, mềm mịn và bảo vệ da khỏi tia cực tím. Là hoa hậu, Thảo thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội. Công việc thì khiến cho Thảo phải luôn trang điểm và thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khiến cho làn da dễ trở nên sạm và không được điều màu. Thảo đã sử dụng để giúp cho làn da luôn trở nên sáng mịn, điều màu và đặc biệt đó chính là tránh được tác hại của ánh nắng mặt trời. Kem thì thấm rất là nhanh và không gây nhận dính trên da, cho nên là Thảo còn sử dụng làm kem dưỡng trước khi trang điểm.